Tổng thư ký NATO tuyên bố liên minh này không có kế hoạch triển khai quân tới Ukraine. NATO không có ý định triển khai lực lượng tới Ukraine. Khi tôi đến thăm Ukraine vào tuần trước, Ukraine đã không yêu cầu NATO đưa quân tới đây. Điều họ yêu cầu là được hỗ trợ nhiều hơn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với hãng thông tấn ANSA của Italy trong chuyến thăm tới nước này hôm ngày 8 tháng 5. Theo ông Stoltenberg, Kyiv chưa yêu cầu các nước phương Tây triển khai binh lính tới Ukraine. Kể từ đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên tục nói rằng phương Tây không loại trừ kịch bản triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine để hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Kyiv. Gần đây nhất, ông tuyên bố Pháp có thể gửi quân đến Ukraine trong trường hợp Nga phá vỡ phòng tuyến của Ukraine và Kyiv đề nghị giúp đỡ. Ý tưởng của ông Macron đã vấp phải ý kiến trái chiều, trong khi hầu hết đồng minh phương Tây phản đối việc đưa quân đến Ukraine. Một số nước, trong đó có Lithuania, Estonia, ủng hộ quan điểm của nhà lãnh đạo Pháp. Báo Financial Times của Anh dẫn nguồn thạo tin cho hay, Thủ tướng Lithuania Ingrida Simeone ngày 7 tháng 5 tuyên bố Lithuania sẵn sàng triển khai binh lính của mình trên đất Ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Thủ tướng Simeone nói rằng bà đã được Quốc hội cho phép triển khai binh sĩ ở Ukraine. Các nước như Mỹ, Đức lo ngại rằng việc triển khai quân ở Ukraine có thể dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga và kéo theo thế chiến. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hồi đầu tháng đã cảnh báo rằng việc triển khai quân của NATO tới vùng chiến sự cuối cùng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Những tuyên bố tương tự gần đây cũng được Italy và Anh đưa ra. Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhấn mạnh rằng chừng nào Ukraine còn chưa phải là thành viên của khối, sẽ không có người lính Slovakia nào đặt chân ra ngoài biên giới Slovakia-Ukraine. Để ngăn chặn những suy đoán về chủ đề này, NATO được cho là sẽ chính thức phản đối việc gửi quân tới Ukraine bằng một tuyên bố chính sách tại hội nghị thượng đỉnh ở khối Washington vào tháng 7. Báo Corriere della Sera của Italy đưa tin hồi đầu tuần. Hầu hết các quốc gia phương Tây đều gợi ý rằng, thay vì thảo luận về việc triển khai quân, khối này nên tập trung vào hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Trong khi NATO đã cung cấp hàng tỷ USD viện trợ, Kyiv vẫn phàn nàn rằng cần nhiều hơn nữa và đổ lỗi cho tình trạng thiếu đạn dược là nguyên nhân gây ra tổn thất trên chiến trường. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine có thể sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Liên minh do Mỹ đứng đầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nếu quân đội nước ngoài xuất hiện ở khu vực xung đột, họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo chính quyền Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây rằng hành vi liều lĩnh của họ đang đẩy xung đột ở Ukraine đến mức tới hạn và bùng nổ.